Kính thưa quý vị, virus SARS-CoV-2 cho tới nay chưa cho thấy dấu hiệu hoạt động yếu hơn trong môi trường nóng ẩm và các nước châu Âu nên thận trọng với kỳ vọng rằng tình hình dịch bệnh có thể suy giảm khi thời tiết chuyển sang mùa hè. Đây là cảnh báo của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC đưa ra trong báo cáo mới công bố hôm qua. Báo cáo dẫn một số phân tích của Trung Quốc cho biết virus SARS-CoV-2 vẫn phát tán mạnh tại các vùng khí hậu nhiệt đới như khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc và Singapore. Như vậy, ECDC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các biện pháp cách ly, hạn chế tiếp xúc và đóng cửa trường học. Cũng theo báo cáo, hệ thống y tế của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU cùng với Anh, Na Uy, Iceland, Liechtenstein đang đối mặt với nguy cơ bị quá tải cao khi tất cả các nước không còn giường bệnh vào giữa tháng tới, trừ khi có các giải pháp cấp thiết ngay bây giờ. Bên cạnh cảnh báo trên, thì báo cáo của ECDC cũng đã hạ đánh giá rủi ro của virus SARS-CoV-2 đối với người cao tuổi và người có bệnh nền từ rất cao xuống cao, trong khi duy trì đánh giá vừa phải đối với các nhóm đối tượng khác.